Xin chào các bác, thì hôm nay em về được 3 chiếc loa súp 50 của CAF. CAF cá heo các bác nhá. Được hôm nay có 3 chiếc khá là đẹp. Đấy. Em cũng vừa vệ sinh xong, sơn si xong loa để cho về phục vụ các bác cho nó đẹp hơn. Đấy. Đây. Tháo hết ra, kiểm tra bát test thì bát này thì sử dụng bát BNC. Đấy, hàng cực đẹp, cực chất các bác ạ. Hàng này đánh thì bao phê luôn. Đánh phòng khoảng 35-40m thì chỉ có nhấc hình thôi, không có gì để phải nói được ở trên cái sản phẩm này nữa. Đây này. Đấy, phải dán vào cẩn thận cho các bác để đẹp chứ sau còn đẹp nhá. Đây là mã DF118S. Công suất của nó là 638 ohm. Rất là đẹp. Thùng vách thì không bị vỡ một gì cả, về chỉ vệ sinh và sơ si lại cho nó đẹp thôi. Vì thực ra là hàng bãi thì không thể tránh được về cái độ xước xác các bác nhá. Đấy, ba chiêu hôm nay để em tháo hết và kiểm tra rất là kỹ cho các bác rồi. Và đây là súp em đã vừa mới lắp xong các bác nhá, lắp vào nó rất là đẹp đúng không? Đấy thì bác nào có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại 0978790655. Thì ở đây em bán cho các bác với giá là 6.500.000 của một quả súp CAF bát 50 và chưa có phí vận chuyển các bác nhé, em bán tại cửa hàng. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Hàng rất là đẹp, rất là chất. Đấy, đã vệ sinh xong. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.